mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên Đinh Mạnh Nam, năm nay 27 tuổi, hiện đang công tác tại Thanh tra tỉnh Đồng Nai. Rồi, còn em? Em tên là Đỗ Thái Ngân, 26 tuổi, là nhân viên kinh doanh ạ. Một người là miền Đông, một người miền Tây. Dạ. Đúng không? Vậy Đông Tây gặp nhau sao? Hôm đó là một ngày đầu tiên học quân sự, vô tình em với cô ấy chung một tiểu đội. Khi mà chia tiểu đội xong thì thầy hỏi là ở đây có bạn nào viết chữ đẹp lên viết danh sách dùng thầy. Cả 200-300 người chưa có ai kịp giơ tay, cô bé cô lanh chanh đứng lên. Chắc là em viết chữ đẹp không luôn. Dạ cũng bình thường, tại vì ngày trước thì em hay tham gia binh đoàn á, cho nên là em rất là thích xung phong và được thầy phân công cho là đại đội phó. Đại đội phó, vậy lúc đó em là gì? Em là tiểu đội trưởng ạ. Trời, vậy là em quá thấp so với cô ấy đúng không? Cho nên là em phân công chồng em làm tiểu đội trưởng thì chồng em không chịu, rất là hách dịch. Rất là khó chịu với em. Em là đại đội phó, đây là tiểu đội trưởng thì chắc chắn là em sẽ đi ông tiểu đội trưởng này giữa. Nhưng mà không anh ạ, ngược lại. Tại vì khi mà ở một lớp thì em là rất là có uy, nhưng mà khi mà nằm ở trong tiểu đội thì em chỉ là thành viên thôi. Anh ta rất là đì em. Đì cổ sao? Thầy có chỉ đạo cho từng tiểu đội là tập nghi thức quay trái quay phải với đi đều. Thì em chọn một cái sân của trường rất là nắng, em mời các bạn ra tập. Đầu tiên em cho quay trái quay phải, cô ta cái tật lanh chanh từ đầu là không ưa rồi. Em mới nói các thành viên còn lại là thôi các bạn tập không đều, mời các bạn vô đây đứng để xem đại đội phó tập mẫu cho các bạn một lần. Cái tật lanh chanh đó, bắt tập mấy tiếng? Dạ chỉ cần 5 phút thôi là đã chịu không nổi rồi chứ. Đầu tiên cho quay trái quay phải, xong rồi đằng sau quay. Nhưng mà anh ấy cho em quay phải luôn. Thế là em tức quá, em quay, em nói vừa phải thôi nha. Thấy người ta không nói làm tới. Rồi khi mà vô học lý thuyết thì em kêu là tất cả các tiểu đội điểm danh bạn nào vắng, kêu là cái con nhỏ số 10 nó vắng á. Thế là em lên em nhìn danh sách thì em mới biết là cái tên số 10 là tên của em. Rồi đại đội phó với lại tiểu đội trưởng là có lần nào xung đột mà đi đến xảy ra là thượng cẳng chân hạ cẳng tay chưa? Dạ chưa, chỉ là chơi khăm nhau như vậy thôi ạ. Cái lần là bắt đầu quay vòng vậy hả? Dạ. Sao thương nhau được ta? Vậy thì đến khi nào hai bạn để ý nhau? Dạ. Người nào để ý nhau trước? Cô ấy. Không, anh ấy. Ủa vợ nói chồng nói vợ vậy, cuối cùng lại. Tại vì ấn tượng đầu tiên của em là rất là ghét chồng em. Rồi cuối cùng là sao? Chắc là do ghét của nào chờ trao của. Thôi nó phải có một cái điểm mất mà có một cái ngày nào, một cái giờ nào, và trong một cái thời tiết nào, không gian nào để hai bạn chợt nhận ra rằng là mình phải gắn chặt với nhau chứ? Dạ, tại vì có một lần là anh chồng em thì rất là dạy gái. Dạy gái hả? Một lần là vô tình là về quê, kêu em là khi nào về thì nhắn tin cho Nam biết. 200 mấy học sinh chỉ có khoảng cỡ gần 10 thằng con trai thôi, tại học lớp kế toán mà ở ký túc xá tâm sự với nhau. Bảo có con bé đó là đại đội phó mình nó ghét lắm, mấy thằng đó nó với thách em là bảo bây giờ mày có tiếp cận được nó không, thách đó, tán tỉnh nó có được hay không. Thì ra là thách thức. Khích bác khích xong chính vì vậy mà cổ đi về quê rồi, nên là gì nhắn tin hả? Khi em về em cũng chẳng thèm nhắn. Thế là gọi điện lại nói là tại sao mà Nam nhắn tin mà sao Ngân không có trả lời. Thế là em cho khâm lại, máy hết tiền rồi. Khoảng 10 phút sau á là trong điện thoại em là nhận được 50.000. Em suy nghĩ là người ta đã nạp kẹt cho mình rồi mà chẳng lẽ bây giờ mình không trả lời lại thì nó cũng kỳ quá. Thế là em mới nhắn tin qua nhắn tin lại. Thì từ lúc đó là tụi em có cảm tình với nhau. Đến khi nào thì hai bạn mới bắt đầu chính thức quen nhau? Sau 2 tháng 11 ngày. Đến khi nào mà cưới nhau? 6 năm à? Hơn 6 năm. Trời ơi. Là mới đây hả? Hay dạ, là em mới cưới. Cái ngày đám cưới có cái kỷ niệm gì nó ấn tượng không? Ngày đám cưới thì do là chắc trước đây cô hay giận quá nên ngày đám cưới nó cũng có một chút gì đó trục trặc. Thay đổi xe hoa đến 3 lần. Là sao chị chưa hiểu? Dạ, em với vợ em là cách nhau là khoảng 150 cây, hai nhà. Từ buổi tối là đi đón dâu đi được 20 cây thì cái xe đó nó bị lủng vỏ bên phải. Thì cái xe đấy không mang theo vỏ sơ cua, thế là phải dời hoa qua một cái xe trong đoàn khác. Đi khoảng thêm 60 cây nữa, cái xe lại bị lủng tiếp, cũng cái vị trí đó luôn. Bánh sau bên phải luôn. Dạ, thay cái vỏ sơ cua của xe đó vô thì cái xe đó cái vỏ nó lại bị phù một bên, không thể chạy được xa. Thì ráng chạy thêm xíu nữa thì điện cho một cái xe trong đoàn cùng hãng cùng hiệu quay lại cho mượn cái vỏ sơ cua thay vô. Xong xuôi thì cái xe đó lại không nổ được máy. Lúc đó không còn cách nào nữa thì thôi là em phải điện một anh bạn cho mượn một cái xe. Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng. Trời ơi. Lại dời hoa qua xe đó, dời lần thứ 3. Tức là đi đón dâu mà đón từ mấy giờ? Cỡ 11 giờ đêm. Đi xuống nhà gái khoảng 3 giờ. Làm lễ xong 4 giờ quay về nhà trai khoảng 8 giờ. Nghĩa là trưng chuyên như vậy đó hả? Dạ. Sau khi biết câu chuyện đó thì mẹ chồng em kêu là chồng em có cái dớp của ba chồng em. Là ngày xưa ba đi rước mẹ về thì trên một chiếc xe đạp thì đụng ngay vào cái ông xe càng lai hư xe của người ta.
phải sửa xe cho người ta, và mẹ thì bị rách quần, phải mượn kim với chỉ đi phá lại. Mà hai cụ năm nay là nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ em mới hơn 50. Dạ. 50, còn 55. Là sống với nhau là mấy chục năm? Dạ, 30 năm rồi. Ồ, nếu vậy thì đó là một cái điểm lành. Từ đời ba cho đến đời con á, mà xảy ra những cái trục trặc như vậy, nó là cái điểm lành rồi. Vậy là các bạn sống với nhau tới gấp đôi 60 năm cuộc đời. Sau khi lấy nhau về á, rồi á, trong gia đình á, ai là người quản lý tiền? Dạ em ạ. Chi tiêu làm sao? Dạ, em cho lương cấp theo tuần anh ạ. Đi làm cơ quan thì cấp theo tháng, nhưng về nhà vợ lại cấp theo tuần. Một tuần nào bao nhiêu em? Dạ 200 ngàn. Gì, một tuần 200 ngàn hả? Chuyển dạ. khoản hay đưa tiền tươi? Tiền tươi thóc thật để ăn sáng uống cà phê. Dạ. Ôi, như vậy thì bạn có cảm thấy bạn khó chịu khi mà bạn còn nhận một cái số lương phải nói là quá ít ỏi trong vòng một tuần? Đúng rồi, chạy vì... ra là có 30 ngàn ngày. Đúng rồi, dạ. Tại vì bây giờ bạn ăn một buổi ăn sáng thôi thì tôi nghĩ là cũng phải là 30-40 ngàn rồi, đúng không? Dạ. Còn một tuần dạ, không, cái đó là chỉ là uống cà phê thôi anh. Còn tất cả như ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều là vợ lo rồi. Nhưng mà ảnh có thói quen rất là xấu, rất là hay giấu tiền. Giấu là giấu. Khi nào mà em thấy hết tiền thì em lại để vô. Cho nên là anh ta cứ hay thích giấu tiền để khi để lúc nào trong bóp anh cũng không có tiền, nên mà em bỏ tiền vô cho anh. Có lẽ là bởi vì cái số lương nó không đáp ứng được cái nhu cầu của người chồng trong một tuần, cho nên mới giếm. Chỉ dù em giếm tiền có cái đâu. Ngu sao nói. Giờ em đang coi chương trình truyền hình mà. Nói đi. Không nữa, không có giếm. Không, anh chia sẻ kinh nghiệm cho chồng em đi. Em thì em chỉ khai cái này là do là bị phát hiện em mới khai thôi nha. Còn những cái khác em không khai đâu. Rồi. Anh Quốc Thuận có xài bóp đúng không? Anh có xài bóp. Anh có thấy cái ngăn mà kéo nhỏ nhỏ, tờ tiền anh xếp có thể làm 6 làm 8 anh gài vô đó. Còn cái sim điện thoại đó. Dạ, sim điện thoại. Dạ. Còn bên ngoài thì anh để vài tờ tiền lẻ thôi, 10-20 ngàn. Giờ em mở ra đâu thấy tiền đâu. À, cái chiêu của em là em vô đông tích tay. Cho nên là chắc chắn một điều là sau chương trình này rồi thì chồng em sẽ không bao giờ bỏ tiền trong mấy cái ngăn nhỏ nữa. Nhưng mà em thấy như vậy em cứ cho đó là một tật xấu của vợ. Đó là tật xấu của vợ. Quản lý tiền của chồng mới hay lục lọi. Chồng em ngoài cái chuyện giấu tiền nó còn cái gì mà làm cho em bất ngờ? Có hay đùa nhây rồi lừa em. Lừa là gì? Em thì em không thích ăn thịt chó, thịt chuột, cứ lừa em là mua về thì kêu là không, cái này không phải thịt chó đâu mà là thịt dê. Rồi thịt chuột thì kêu là thịt chim cút, rồi thịt chim bồ câu. Em ăn đi ngon lắm, thế là em vẫn ăn. Ăn xong ngon lành hồi nãy. Em biết em ăn thịt gì không? Thịt chó á. Em biết là thịt gì? Thịt chuột á. Lúc đó phản ứng em sao? Sợ quá, em ớn mà em không biết làm sao, lỡ nuốt trong bụng rồi. Em nghĩ sao mà em thấy vợ em sợ mà em có lừa ăn chứ vậy? Em ăn thấy ngon, muốn dụ cho vợ ăn cùng. À, cái phần là cũng đùa. Đùa nhây lắm ạ. Lúc đầu thì em vui vui, em còn chọc lại, sau riết cứ đùa xong em bực lên. Thấy em bực là càng thích chọc nữa, chọc hoài vậy đó. Khi nào mà em giận lên mới chịu. Mà mỗi lần giận hay ôm mền gối ra phòng khách ngủ, khoảng cỡ tiếng sau thấy em ngủ một mình ấy, sợ lại ôm vô trong. Tự động giận hay tự động hòa. Rồi bây giờ cái điều mà bạn muốn thay đổi của chồng bạn là cái gì? Bớt nóng tính ạ. Nóng tính à? Dạ nóng, hay nạt nộ em nè. Nạt nộ lớn tiếng. Tại cái tiếng anh bình thường nó đã lớn rồi, khi mà anh nóng lên thì anh cứ quát lên to lên ấy. Sao mà em nói là to? Anh la thử đi anh. Chắc chắn là chồng em là nói thì không bằng em rồi, để cũng ém lại đúng. Dạ. Không sợ mất hình tượng. Dạ. Ở dưới kia nhiều bạn nữ quá mà. Em làm gì đâu. Anh thể hiện đi, hôm nay anh thể hiện đi. Anh ngại, anh thể hiện. Sao dám thể hiện, anh xấu. Còn em muốn vợ em thay đổi điều gì? Nhiều thứ lắm anh, không ăn bóc. Gì? Bóc bằng tay. Không phải là ăn bóc mà là nhiều khi ví dụ thịt gà luộc thì em là thích là dùng tay để bóc cho nó nhanh, đúng không? Cơm với khô là giống ăn mới ngon. Dạ. Tại vì do ăn bóc nên là hay bị rơi đồ ăn ra nhà. Miệng cô ấy mà. Rồi còn chồng muốn cái gì đấy? Bớt sai vặt chồng. Một người thì muốn chồng bớt nóng, một người thì muốn vợ bớt sai vặt. Hai cái đó mà hai người cùng thực hiện là tự động bỏ được hết. Vì em sai vặt nhiều quá chồng em nóng. Vợ em bớt sai vặt, em hết nóng. Có lý do gì mà nóng được không? Đúng không? Hai cái điều đó hoàn toàn tương tác với nhau đó. Mà sai tôi nhiều quá tôi bực, tôi phải cằn nhằn, đúng không? Tôi phải la chứ sao? Đúng không? Đơn giản quá.